Này 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 này, có chuyện gì mà mọi người căng thẳng thế? Hả? An Chi đi phỏng vấn bằng xe máy bên quận 2, đường cao tốc đó đó. Kỹ cái khoảng cách giữa hai xe nha các đồng chí. Từ chỗ gia chạm vào lề đường luôn. Cho thêm phía bên này nữa. Anh ơi, cho tôi hỏi, cô gái gặp tai nạn ở đây đâu rồi anh? Cô ấy có sao không? Anh là ai? Tôi muốn hỏi là cô ấy có sao không? Các anh đưa cô ấy đi đâu rồi hả? Nam Phong, cô bị điên hả? Tại sao cô lại đi xe máy vào làng ô tô trên đường cao tốc vậy hả? Tôi đâu phải như vậy đâu. Bộ cô muốn chết hả? À, không phải như vậy mà. Nhưng mà làm sao vậy? Trời mưa như vậy làm sao lái xe được tới đây? Ốm hết rồi nè. Dù của tôi đâu? Anh làm sao vậy? Anh có làm sao không chứ? Mưa to gió lớn vậy anh lấy xe làm gì chứ? Tôi không biết. Thật sự tôi không biết. Là trời đang mưa.